Xét đấu thứ hai, kèo 3-3 đánh đôi con giữa Bắc Sĩ Thạnh và Phú Vị Thủy Hậu Giang. Xét đấu thứ nhất là giành thắng về cho Phú. Sẽ bắt đầu điểm 0-0. Qua đập tốt của Tú, điểm cho Tú. Điểm có thể thành một điều. Hay quá. Tố người nhàn nó xử lý quá khéo ha. Điểm cho Phú 2-1. Ừ. Ủa, tưởng là nó lố bên kia luôn rồi. Bắt Sĩ Thạnh đặt bóng tốt, điểm 2 điều. Ăn đâu đây cho ngàn ăn đi cho bạn đấy. Điểm cho Sĩ Thạnh 3-2. Bóng tốt, điểm Bắc Sĩ Thạnh 4-2. Bốn đều.
bóng ngoài chuyển cho bác lại 97 chắn bóng tốt nâng điểm số bác lại 17 điểm cho Phú 80 mọi người ấp bộ ôi gì ép bộ iPhone mấy điểm bên cạnh 11-8 18 cho Chí Thành. Bóng ngoài. Điểm cho Phú 9-12. Mười ba chín cho bác Thạnh.
Ôi, 13. Có cái thành là quê đâu về? Thành quê đâu? Quê gốc Cần Thơ luôn. Làm gì Cần Thơ luôn. Một khoa thi tốt bác sĩ Thạnh. 14-10 bác sĩ Thạnh. Thì chú giờ là mà ông vui dữ lắm á, chú không được thôi nha. Và bóng tốt của Sư Thạnh. 15-10 với Sư Thạnh điểm cuối. Cũng vừa trận đấu Văn Sĩ Thạnh đã chiến thắng được bốn trận thứ hai này.